Xin chào các bạn đã đến với Thuận Các video ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Ngày 12 tháng 1 năm 2021 Và cái lúc mà thường là video này đó là tối ngày thứ ba Và chúng ta thấy là cái giá hiện bây giờ của Bitcoin đó Là 34.000 đô và thật ra Ngày hôm nay thì giá Bitcoin là di chuyển cho phạm vi là 33 cho đến 34 ngàn và nếu như mà chúng ta thấy ngày hôm nay mà đóng lại với một ngọn nến màu đỏ đó có nghĩa là chúng ta đã thấy tổng cộng bịt con đi xuống là 5 ngày liên tục nhưng mà chúng ta hy vọng là thấy được một con nến màu xanh ngày hôm nay đây là một điều mà thường cảm thấy là nhiều bạn cũng đang rất là hy vọng bản thân thuận thì có một số những suy nghĩ khác thường sẽ chia sẻ thêm tại vì chúng ta sẽ nói về một số những thông tin liên quan đến uh, tâm lý thị trường hiện bây giờ chúng ta lại sẽ nhìn vào cái biểu đồ tâm lý thị trường mà chúng ta đã lâu rồi không nhìn vào đây là một trong những cái chủ đề mà rất là nhiều bạn hỏi thuận trong thời gian qua và hôm nay thuận dành thời gian để mà nói về cái chủ đề này và chúng ta thấy là ngày hôm nay đó thì giá bitcoin là ba bốn ngàn đô và thuận cảm thấy có một cái gì đó rất là thú vị khi chúng ta nói tới là cái tâm lý của những nhà đầu tư và cái bộ nhớ của những nhà đầu tư tại vì sao thuận nói như vậy các bạn thấy được là cái lần đầu tiên lần đầu tiên mà chúng ta thấy bitcoin rời khỏi hai ngàn đô đó trong thời gian gần đây đó chính là ngày 16 Tây tháng 12 năm 2020 Có nghĩa là cách đây khoảng chừng là hơn 3 tuần là lần đầu tiên Các bạn thấy là Bitcoin rời khỏi 20.000 lên tới 21.000, 22.000 Rồi để đi hàng ngang ở có mức là 22.000, 23.000 này trong vòng vài ngày Sau đó lại lên tới cái mức là 26.000, 28.000 Sau đó lại cả chi một chút xuống còn 25.000, sau đó tiếp tục đi thẳng lên tới 30.000, các bạn thấy được là đi lên liên tục như vậy thì cái thời điểm đó mọi người lúc mà bitcoin lên tới 20 000 đô thì nghĩ là 20 000 đô đã quá mắc rồi, mà bitcoin bây giờ đã giá quá cao, cho nên nhiều bạn cũng bán ở cái mức là 20.000 đô này. rồi sau đó giá bitcoin lại lên tới 25.000, rồi lên tới 30.000, thì mọi người bây giờ lúc mà bitcoin mức là 30.000 đó thì lại nhìn vào cái lúc bitcoin 20.000 thì nghĩ là bitcoin 20.000 cái giá quá rẻ, trong khi các bạn thấy được là Bitcoin 20.000 là ngày 16 tây tháng 12 Bitcoin 30.000 là ngày 2 tây tháng 1 có nghĩa là các bạn thấy là cái khoảng cách chỉ là khoảng 2 tuần mà thôi, chỉ 2 tuần thôi mà suy nghĩ của những nhà đầu tư đã khác hoàn toàn. Lúc mà mình coi 30.000 thì nhìn lại 20.000 thì mọi người nói là 20.000 rất là rẻ. Nhưng mà ngược lại, lúc mà lần đầu tiên chạm lên 20.000 đó là cái thời điểm là cuối tháng 11 ngày 30 tây thì mọi người nghĩ là 20.000 giá rất là mắc cho nên mới dẫn đến việc là có nhiều người xả hàng ở cái phạm vi này. Như là các bạn thấy là từ ngày 30 tháng 11 mãi cho đến ngày 16 tây thì mới thực sự là rồi khỏi 20.000. tại nhiên nhiều người nghĩ là cái giá này đang mắc. Nhưng mà sau đó lúc mà tới 30.000 thì lại nghĩ là 30.000 rất là rẻ và mọi người lại từ từ lòng quen với 30.000 nhưng mà sau đó Bitcoin lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng. Các bạn thấy là có cái sự hồi phục mà chúng ta cũng đã nhớ là hồi phục này là thường nhớ là khoảng 16% là trả xuống còn 27.000 nhưng mà sau đó để tiếp tục tăng lên tới 31.000, 32.000, 35.000 rồi qua khỏi 40.000 đến gần là 42.000 rồi sau đó trong vòng 5 ngày qua đã trả trở về và các bạn thấy được là cái mức này khi mà trả trở về là 32.000, 31.000 thậm chí là cái đây 2 ngày trả trở về cái mức là khoảng 30.000 thì mọi người rất là hoang mang tại vì các bạn thấy được là lên tới 42.000 trả về 30.000 thì lại thấy là giá Bitcoin không bây giờ đi xuống quá mạnh trong khi mà các bạn thấy là lần đầu tiên chúng ta thấy cái mức là 30.000 là ngày 2 tây cái ngày mà chúng ta trở về thời gian gần đây cái này hai ngày đó mà bị giả cho xuống các bạn thấy là điều chỉnh là khoảng hai mấy phần trăm đó lúc đó là mọi người thấy được giá Bitcoin là ngày 11 tây có như là cách nhau các bạn thấy là chỉ khoảng chừng là 10 ngày 9 ngày mà thôi mà mọi người bây giờ đã nghĩ là 30.000 cái giá này quá thấp khiến cho mọi người lo lắng trong khi mà trước đó chỉ 11 ngày mọi người nghĩ là 30.000 là một cái giá rất là tốt cho nên mà thấy được là cái sự suy nghĩ của nhà đầu tư đã theo rất là nhanh và cái sự thay đổi cái tâm lý thay đổi rất là lạ các bạn thấy được là mới có 10 ngày 9 ngày thôi mà bây giờ lại nghĩ là 30.000 là cái mức này quá thấp, trong khi mà 10 ngày trước đó lại nghĩ là 30.000 cái giá này quá tốt. Cho nên chúng ta mới thấy được là tình hình là mọi người lại quảng loạn, nhất là những bạn mới mà tham gia vào. Và bây giờ chúng ta thấy được là trong vòng khoảng chừng 3 ngày qua chúng ta đi xung quanh cái mức là từ 30.000 cho đến 35.000 trong vòng 3 ngày qua thì mình cảm thấy là nhiều bạn bây giờ lại làm quen với cái mức giá là 32 000 34 000 Và nếu như mà bây giờ mà trở lên tới 36, 37 000 Thì mình nghĩ là cái giá đang rất là cao Cho nên đây là một cái điều mà các bạn sẽ thấy trên thị trường xảy ra liên tục Hết từ này tới lần khác Cái mức mà các bạn nghĩ là bây giờ đang mắc Thì chỉ cần Bitcoin đi lên thôi để các bạn nhìn lại sẽ cảm thấy là các bạn đã bỏ lỡ Nhưng mà ngược lại cái mức mà các bạn nghĩ là đang cao Khi Bitcoin rời khỏi thì các bạn lại nghĩ là cái mức đó quá thấp Đây là một trong những điều mình cảm thấy rất là thú vị Khi chúng ta nói tới cái tâm lý cũng như nhà đầu tư và cái bộ nhớ của nhà đầu tư thì thực sự mà nói là rất ngắn hạn nhất là trong thị trường crypto này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuần Capital trên các mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader, bạn đang tìm kiếm những cái dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể lại tìm hiểu những cái thông tin bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận capital trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn giao dịch như là SnapX, MT, Binance, Bybit, Coinbase những ứng dụng như là BlockFi, CryptoCoin. và những ưu đãi các bạn có thể nhận được như là nhận bonus khi mà tham gia cũng như là giảm phí giao dịch khi các bạn đăng ký thông qua link của Thuận capital và bạn bấm vào cái nút màu xanh đá cây này các bạn có thể đăng ký và rút những hỗ trợ thì bên thường sẽ cố gắng để mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này đây là những cái ưu đãi mà thường muốn mang đến cho các bạn và chúng ta không chỉ nói riêng về Bitcoin mà các bạn thấy được là hôm nay thì nhìn vào tổng quát thị trường thì là một ngày mà cái màu rất là lợt Thì những mà nào mà đã quen với lại cái biểu đồ là coin 360 này Thì cái màu mà càng đậm nghĩa là cái sự di chuyển của thị trường càng nhiều Như là các bạn thấy được là BSV như là Bitcoin SV đó thì màu xanh đậm hơn Là cái màu xanh mà các bạn thấy của đồng Polkadot nghĩa là đồng BSV ngày hôm nay tăng mạnh hơn Và ngược lại các bạn thấy là những đồng nào mà màu đỏ đậm đó như đồng TIA thì đồng Tira này là cái đồng mà xuống nhiều hơn những đồng như là Bitcoin hay Ethereum và hôm nay chúng ta nhìn tổng quát, một chuyện cái lý do tại sao mình thường, thường thường thích chia sẻ cái hình này với các bạn trên màn hình đó cái trang coin 360 này để các bạn có được một cái nhìn tổng quát nhanh nhất để coi coi ngày hôm nay đó thị trường giao động mạnh hay là không giao động mạnh và nhìn tổng quát thì phần lớn các đồng không có giao động mạnh ngày hôm nay, có đồng lên, có đồng xuống nhưng không phải là cùng một xu hướng và chúng ta nhìn vào cái tài liệu của CoinGecko đi. Và trên CoinGecko các bạn thấy được là giá của Bitcoin đó bây giờ là đi hàng ngang ngày hôm nay xuống 0,9% coi như không có sự tăng trưởng hay đi xuống nhiều dẫn dự cái mức là khoảng 34.000 Ethereum thì xuống 2,2% trong vòng 24 giờ vừa qua và Tether thì không nói tới thì vì đây là một đồng ổn định XRP thì lại có thêm một sự tăng trưởng là 2,9% trong vòng 24 giờ vừa qua Litecoin thì không sự tăng trưởng xuống 0,6% Cardano thì tăng 4,2% chúng ta thấy được là những đồng như là Bitcoin Cash thì tăng 1,2%, Polkadot 1,5%, Stellar tăng 1,9%, Chainlink thì xuống 1,4% cho đến phần lớn. Những đồng mà trong cái top 10 không có sự dao động mạnh, chúng ta nhìn vào những đồng mà dao động mạnh trong dòng 24 tiếng đồng hồi vừa qua đi thì các bạn sẽ thấy được là có những đồng mà thường không có quen thuộc lắm như là Voyager Token thì tăng 55,9%, đồng này đứng hàng tới 100 lần nano một đồng mà chúng ta đã rất lâu rồi không được có nói tới cái đồng mà dính vào cái dịu hát của cái sàn của nước ý hồi xưa đó thì đồng nano cũng đã tăng 20,7% và trong vòng 7 ngày qua đã tăng tới 119%. Synthetic Network đây là một cái mạng lưới rất là quan trọng đối với thị trường DeFi thì tăng 17,5% trong vòng 7 ngày qua đã tăng 26%. Các bạn thấy được là những đồng mà thường không quen thuộc tắm như là Arweave thì tăng 16, AV, AV là một trong những cái đồng liên quan tới DeFi thì cũng có sự tăng trưởng. À, Bitcoin SV chúng ta cũng thấy là tăng trăm Compound một đồng liên quan tới DeFi cũng tăng trăm Bitcoin Gold tăng 10,7% đã rất lâu rồi. Chúng ta không có nói tới Bitcoin Gold. À, đây là một đồng mà được tách rời khỏi Bitcoin thường nhớ là năm 2018 đầu năm. À, Solana thì tăng 10% và các bạn thấy được là ngày hôm nay thì trong những đồng mà tăng mạnh đó thì có rất nhiều những cái tên tuổi liên quan tới những cái đồng uh, liên quan đến hệ thống của DeFi như là Synthetix, AV vân vân, Compound cũng vậy. thì cho các bạn thấy là mặc dù là chúng ta thấy là giá Bitcoin đi xuống đó, thì lúc Bitcoin mới vừa đi xuống sẽ dẫn đến là thị trường đi xuống theo. nhưng mà khi Bitcoin có cái sự ổn định như là chúng ta thấy được là từ ngày hôm qua tới bây giờ thì sẽ có cơ hội trên cái altcoin có cái sự tăng trưởng, thì cái mức mà Bitcoin dao động rất là quan trọng Chúng ta muốn xem coi là bước kế tiếp Bitcoin sẽ như thế nào Và thực ra thường có một số những cái suy nghĩ Thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Nhưng mà một trong những điều Mà những bài nào mà quan tâm đến phân tích kỹ thuật Thì cũng đã để ý đến ngày hôm nay Đó chính là rất nhiều những bài viết Như là cái bài này được đăng trên Twitter Được chia sẻ bởi Lloyd Davis Thì có nhiều người Họ cho thấy được là chúng ta có thể thấy được Một cái mô hình được hình thành gọi là Head and Shoulders Mà nhiều bạn có biết đó chính là đầu và vai hai cái vai hai bên và cái đầu bên trên thì nếu như mà cái mô hình được hình thành đối với giá Bitcoin đó thì cái kết cuộc là Bitcoin sẽ có cái sự đi xuống và tính theo khoảng cách đây là một cái bài đăng mà không có chi tiết lắm của Lord David nhưng mà trên căn bản khi mà đi xuống thì khoảng cách đi xuống đó là sẽ đi xuống tới cái mức là khoảng 25.000 đô tùy theo là cái tính nhưng mà các bạn thấy là 25.000 đô thì coi như là Bitcoin đã có cái sự điều chỉnh nếu như Bitcoin tiếp tục đi xuống nữa mà đi xuống tới cái mức là 25.000 đô thì từ cái đỉnh 42.000 đô để thường cho các bạn thì được là từ 42.000 đô mà chúng ta xuống chỉ còn có 25.000 đô thì là bao nhiêu phần trăm các bạn sẽ thấy được là đã đi xuống khoảng chừng 40 phần trăm 40 là một cái sự điều chỉnh sâu trong cái mùa tăng trưởng không phải là cái điều chỉnh mà chúng ta chưa từng thấy chúng ta đã từng thấy Bitcoin điều chỉnh sâu như vậy trong cái bài viết mình thường đăng ở trên Facebook và để thường lên trên Facebook để cho các bạn thấy được là trong lịch sử như thường đã chia sẻ ngày hôm qua thì đã có lần Bitcoin có thể xuống qua khỏi 40% như là các bạn thấy được là tháng 6 đến tháng 7 của năm 2017 đó thì Bitcoin xuống tới là 40%, 39,3% sau đó hồi phục lại và tháng 9 của năm 2017 cũng gì trong đợt tăng trưởng đó thì nó đã xuống 41% sau đó tiếp tục hồi phục lại cho nên xuống 40% cũng không phải là một điều mà chưa từng xảy ra trong đợt tăng trưởng nhưng mà là một cái phần trăm điều chỉnh cũng rất là sâu chúng ta hãy xem coi là bitcoin có điều chỉnh xuống mức đó hay là không nhưng mà một trong những cái điều mà nhiều bạn không nói biết là khi các bạn nhìn vào những cái biểu đồ head and shoulder đi thì những cái mô hình này đã các bạn chỉ biết chắc chắn khi mà mô hình này đã được hình thành nhưng mà trước đó đã quá trễ rồi bây giờ các bạn thấy là chỉ là chuẩn đó mà thôi tại bitcoin bây giờ nếu như mà không tiếp tục đi xuống nữa mà bitcoin bây giờ thì đẩy cho lên tới mức là 38.000 đô thì coi như có thể phá bỡ cái mô hình này chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi cái bitcoin sẽ có phản ứng như thế nào đây là cái tình hình chung của thị trường ngày hôm nay và bây giờ thường muốn chuyển qua nói tới tình hình tâm lý của thị trường tại à, vì như bạn muốn biết là chúng ta bây giờ đang nằm ở trong cái thời điểm nào chúng ta có phải đã đến cái mức gọi là hưng phấn rồi hay là không hay là chúng ta đang ở mức nào nhưng mà thật ra không đơn giản như gì nên chia sẻ với các bạn một cái cách nhìn chi tiết hơn thì trước khi chúng ta nói về cái đề tài đó thì còn một điều khác thường cũng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái bài viết thương đăng ngày hôm qua liên quan đến cái giám đốc đầu tư của công ty Guggenheim. Thì chúng ta có biết là giám đốc đầu tư này đó thì là ngày 16 tây tháng 12 thì lúc đó là nói là Bitcoin sẽ đáng giá 400.000 đô Nhưng mà sau đó 3 tuần có nghĩa là ngày 10 tây tháng 1 thì lại nói là đã đến lúc là sẽ bán bớt một chút Bitcoin Thì câu hỏi là tại sao mà giám đốc đầu tư của công ty Guggenheim thì trong vòng 3 tuần thôi đã thay đổi cái ý định là lúc trước thì nói là đáng giá 400.000 đô nhưng mà 3 tuần sau thì lại nói với mọi người là đã đến lúc bán Bitcoin thì nếu như mà Google Hàm công ty đầu tư này mà nghĩ Bitcoin sẽ đáng giá 400.000 sao lại kêu gọi mọi người bán thì có hai giả thuyết như là nhiều bạn đã chia sẻ là một là tung tin để mà phong giá lên để mà chúc lời nghĩa là ngày 16 tây tung tin để mà đẩy giá lên để mà chúc lời và thứ hai là tung tin dìm giá xuống đi mua thêm thì tôi đã chia sẻ trong video ngày hôm qua là đối Thuận thì giả thuyết thứ hai là giả thuyết mà có lý do hơn Tại vì Thuận thấy được là công ty này cũng không phải là một công ty lớn lắm Nếu nói tung tin để mà pump để chút lời thì cũng không có cái sự ảnh hưởng lớn đến với giá cả đối với Thuận Nhưng mà tung tin dìm giá để mua thêm thì là một điều là có thể và Ngày hôm qua thì lại có một bạn chia sẻ với Thuận là cái đơn điền để công ty Guggenheim này Các bạn thấy được đây là cái tài liệu mà được đăng ký với lại ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ SEC thì các bạn thấy được là cái đơn điền này là bắt đầu có hiệu lực vào ngày 31 tây tháng 1 năm 2021 thì điều gì sẽ xảy ra là ngày 31 tây tháng 1 đó thì công ty Guggenheim này sẽ có thể là mua Bitcoin là một cái phần dự trữ trong cái quỹ đầu tư Macro Opportunities của công ty Guggenheim này. Đây là một công ty mà quản lý 295 tỷ đô la tổng cộng. Và các bạn thấy được là tại sao mà công ty này chuẩn bị để có thể là có một quỹ đầu tư mà trong đó một phần là Bitcoin thì bây giờ lại nói là thời điểm tốt để mà chốt lời một số Bitcoin để mà làm gì. Thì đương nhiên thường nghĩ là cái cơ hội là tại vì họ muốn tung tin dìm giá đi mua thêm Bitcoin tại vì cái quỹ đầu tư này vào ngày 31 tây tháng 1 năm 2021 là sẽ có thể là mua Bitcoin như là một phần trong quỹ đầu tư này Đây là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Cho nên các bạn khi mà xem tài liệu đó các bạn cần phải nhìn vào những gì mà họ làm chứ không nên nghe những gì mà họ nói Đây là một trong những điều mà thường đã từng chia sẻ chi tiết trong nhiều video trước đây Thì bây giờ chúng ta hãy đi vào một số những tài liệu liên quan tới tâm lý thị trường đi